Ấn Độ có thể sẽ bán tên lửa phòng không Akash cho Việt Nam. Truyền thông Ấn Độ vừa qua cho biết Việt Nam là một trong số nhiều quốc gia đang bày tỏ quan tâm rất lớn đến các tổ hợp tên lửa phòng không Akash hiện đại mà họ tự chế tạo. Sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông qua quyết định cho phép xuất khẩu các tên lửa đất đối không Akash tiên tiến do nước này tự chế tạo trong đầu năm 2021 vừa qua, truyền thông Ấn Độ đã nhanh chóng thông báo đã có 9 khách hàng nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt đến các hệ thống tên lửa này, trong đó bao gồm Algeria, Ai Cập, Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Kenya và ba quốc gia tại khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Việt Nam. Truyền thông Ấn Độ cho biết những quốc gia này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tên lửa phòng không tầm ngắn của Ấn Độ. The Times of India cũng cho biết thêm, trong khi các quốc gia khác chỉ muốn mua các hệ thống Akash có sẵn do Ấn Độ chế tạo, Việt Nam nhiều khả năng mong muốn phía đối tác chuyển giao luôn cả công nghệ sản xuất các tổ hợp này. Bên cạnh đó, phía ta cũng đặc biệt quan tâm đến hệ thống Akash NG Next Generation hiện đang được Ấn Độ hoàn thiện. Hôm 14 tháng 1 vừa rồi, khi được hỏi về việc truyền thông Ấn Độ loan tin Việt Nam muốn mua tên lửa phòng không Akash của nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã cho biết hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng chỉ là một trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Akash là một tên lửa phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại do Ấn Độ phát triển từ những năm 1990, dựa trên sự cải tiến vượt trội của từ hợp SA-6 Xô Nó chính thức gia nhập biên chế quân đội nước này kể từ năm 2009. Hệ thống tên lửa này được triển khai trên 3 khung gầm cơ sở khác nhau, đó là xe tải Việt giã 8 x 8, khung gầm xe tăng T-72 hoặc khung gầm xe thiết giáp BMP-1 cải tiến. AKAS đặt trên khung gầm BMP-1 cải tiến. Đạn tên lửa có trọng lượng 720 kg, đầu đạn nặng 60 kg, đường kính 350 mm, dài 5,78 m. Tên lửa có tầm bắn tối đa 30 km và trần bay tối đa 18 km, tốc độ đạt mắc 2,5. Có thể thấy AKAS là một hệ thống phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại, có tầm bắn gần tương đương với các tổ hợp S-125-2TM. Tuy nhiên lại có khả năng cơ động rất cao bởi được đặt trên khung gầm Việt dã có thể nhanh chóng triển khai đi theo đội hình tác chiến, tạo ô phòng không cho đầu một cách cực kỳ hiệu quả. Dẫu vậy, phía Ấn Độ cũng cho biết thêm rằng các phiên bản AKAS dành cho xuất khẩu sẽ có những thay đổi khác biệt so với AKAS đội địa dùng cho quân đội nước này. Tùy theo yêu cầu của những khách hàng khác nhau mà họ có thể đưa ra những tùy biến mới cho phù hợp. Nếu Việt Nam sở hữu tổ hợp tên lửa Akash của Ấn Độ, chúng ta sẽ có một tổ hợp phòng không đa tầng rất hiệu quả do trong biên chế của Việt Nam hiện tại đã có sẵn các tổ hợp phòng không S-300 tầm xa. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.